Cũng trong chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh ủy Hậu Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo tại buổi làm việc, 7 tháng đầu năm nay, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được các kết quả tương đối toàn diện, trong đó đảng bộ thành phố đã tập trung thực hiện toàn diện trên các mặt công tác xây dựng chỉnh đúng đảng hệ thống chính trị góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ tình hình kinh tế xã hội thành phố nhiều khởi sắc bứt phá nhất là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ Đồng thời thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình khôi phục tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế như diễn đàn phát triển đường bay châu Á, diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, qua đó vừa định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế, vừa khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong khôi phục các ngành kinh tế chủ lực nhấn mạnh những tiềm năng lợi thế của thành phố đà nẵng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng cho biết hiện nay đà nẵng đang định hướng phát triển mạnh ở một số lĩnh vực nhất là công nghệ thông tin công nghệ cao chuyển đổi số đồng thời chia sẻ những thách thức đặt ra cho địa phương trên chặng đường phát triển bí thư thành ủy nguyễn văn quảng kỳ vọng đà nẵng và hậu giang sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian đến Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chúc mừng những thành tựu quan trọng của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời nêu lên những đổi thay tích cực vượt qua của tỉnh Hậu Giang và quan điểm của địa phương trong phát triển. Từ những kết quả của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hậu Giang trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng chia sẻ các kinh nghiệm nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra